Xin chào mừng tất cả quý vị đang trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Và cũng như thường ngày thì chúng tôi sẽ cung cấp cho tất cả quý vị những thông tin hay hấp dẫn đến tất cả quý vị để quý vị theo dõi để giải trí hàng ngày. Nếu như ai chưa bấm đăng ký thì hãy bấm vào đăng ký và nhấn vào cái chuông bên phải để nhận tin nhắn. Nếu quý vị yêu thích kênh của chúng tôi thì quý vị nhớ hãy cho một like và nhớ chia sẻ cho những người cùng xem, ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi tin tức showbiz. Thị Minh Nhật Kim Anh khiến 7.000 fan vỡ trận khi bất ngờ xuất hiện tại Sa Đéc. Thời gian vừa qua, bộ phim Tiếng Sét Trong Mưa lên sóng và thu hút được nhiều sự quan tâm của khán giả. Đã khá lâu rồi, khán giả mới có ngồi trước màn hình TV mong đợi một bộ phim đến như vậy. Không chỉ hấp dẫn bởi nội dung của bộ phim, còn gây chú ý bởi màn tái xuất màn ảnh của Nhật Kim Anh, hóa thân thành cô gái Thị Bình hồn nhiên nhưng cũng lắm mưu mẹo của tuổi 18. Nữ diễn viên đã khắc họa rõ nét và sống động nhân vật, một lần nữa khẳng định danh xưng xa thi mạng của Việt Nam mà người hâm mộ dành tặng. Có thể thấy, dù xuất hiện là ca sĩ, nhưng Nhật Kim Anh lại ghi dấu ấn đậm nét khi thử sức qua hàng loạt các vai diễn nặng ký. Tối hôm ngày 22 tháng 9, Nhật Kim Anh xuất hiện tại một sân khấu Sa Đéc theo lịch trình từ trước. Nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho khán giả, đến phút cuối, MC chính của chương trình đã không giới thiệu về sự hiện diện của người đẹp. Sau khi nhạc vào ca khúc Sóng Gió Đời Em, cũng là ca khúc chính của bộ phim Làm Mưa Làm Gió bất ngờ nổi lên, khán giả lập tức xôn xao và hướng sự chú ý đến khán đài. Đến khi Nhật Kim Anh bất ngờ bước ra sân khấu và trong trang phục Thị Bình và cất cao giọng hát, toàn bộ sân khấu mấy nghìn người đã gần như vỡ òa lên, tất cả đều hò reo và phấn khích tột độ trước sự xuất hiện không báo trước của Nhật Kim Anh. Lực lượng an ninh đã rất cố gắng để nữ ca sĩ có thể hoàn thành trọn vẹn phần trình diễn của mình. Đứng trên sân khấu và chứng kiến sự hò reo hưởng ứng nhiệt tình của khán giả, Nhật Kim Anh đã lặng lẽ đi vài nhịp vì quá xúc động. Nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh của nữ ca sĩ đã có hàng chục năm đứng trên sân khấu, Nhật Kim Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và thể hiện ca khúc quen thuộc. Phía dưới khán đài, người hâm mộ tập trung và thả mình theo dòng hát cảm xúc của Nhật Kim Anh. Đến khúc cuối, tất cả khán giả đồng loạt đứng dậy và cùng hòa theo dòng hát của Nhật Kim Anh đã mang đến một tiết mục thăng hoa và tràn đầy cảm xúc. Khi đó, Kim Anh bị choáng ngợp bởi tiếng hò reo vỗ tay của khán giả. Đã nhiều năm đi diễn, đứng trên hàng trăm sân khấu lớn nhỏ, nhưng hiếm có sân khấu nào lại mang cho chị nhiều cảm xúc đến như vậy. Nữ ca sĩ chưa hết xúc động, Nhật Kim Anh chia sẻ. Có một điều thú vị là trong tiết mục mở màn, Nhật Kim Anh đã hóa thân thành nhân vật Thị Bình quen thuộc khi diện áo bà ba, thắt bím tóc. Nữ ca sĩ còn diễn tả từng điều bộ, cử chỉ quen thuộc của nhân vật khi thể hiện ca khúc nhạc phim, rồi muốn tạo bất ngờ cho khán giả khi chứng kiến người hâm mộ vỡ òa trước sự hiện diện của mình. Trên sân khấu, nữ diễn viên đã không cầm được nước mắt vì những nỗ lực hy sinh của Nhật Kim Anh và ekip dành cho bộ phim đã được đền đáp. Với người nghệ sĩ, sự quan tâm, những tràng pháo tay của khán giả đắt giá hơn bất cứ giải thưởng nào từng nhận, nữ diễn viên chia sẻ.